Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp chuyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nhìn lại thì bức tường mình vừa ngồi núp lúc trước đổ ụp xuống. Đồng bình ngó thấy, kinh hãi quá chừng, chợt nghĩ lại. Không có ông hòa thượng quầy gánh thịt đi, ta đã bị bức tường đè chết rồi. Đúng là thoát hiểm, trong đường tơ kẽ tóc hòa thượng nói là bị xét đánh chết nhưng đây là tường đất đẻ chết sao có thể nói rằng mắc lôi kiếp tức là nạn xét đánh xét chung về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì có tới ngũ lôi lận đao chém gọi là kim lôi gậy gộc đánh chết gọi là mộc lôi nước dìm chết gọi là thủy lôi lửa thiêu chết gọi là hỏa lôi và đất đẻ chết gọi là thổ lôi. Còn nạn thiên lôi đánh chết phải là người cực ác mới gặp phải. Đồng bình nghĩ thầm, ta phải đuổi theo hòa thượng, đòi lại gánh thịt chó và phải tạ ơn ông ấy cứu mạng nữa. Tế công thản nhiên quẩy gánh thịt chó chạy đi. Tới chỗ chợ búa đông người mới hạ gánh xuống, cắt một miếng thịt chó. Cắt xong, hòa thượng chỉ một ngón tay. Miếng thịt nặng hẳn lên, ước chừng một cân để công cất tiếng giao to. Sáu đồng một miếng thịt này đây. Những người đi đường từ xa đã ngửi mùi thịt thơm nức mũi, thấy giá lại rẻ, đổ xô vào mua. Chỉ chớp mắt, hòa thượng thu về một đống tiền. Nhiều người chậm chân mua không được, tiếc hủi hụi. Nhưng những người khác mua được, mang về tới gần nhà, miếng thịt cứ tóp dần. Một cân chỉ còn bốn lạng. Tức giận nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ cất tiếng chửi đồng hôm nay sùi quá bị lão thầy chùa gạt rồi hòa thượng bán xong gánh thịt chó đồng bình chạy lại thưa bạch hòa thượng gánh thịt này của tôi nhưng tôi tới đây là muốn nói rõ một điều nếu không nhờ hòa thượng gánh gánh thịt chạy đi tôi đã bị tường sập đè chết rồi vì thế tôi cảm ơn hòa thượng rất nhiều tế công đưa mắt nhìn một lát nói được sáng nay thức dậy ngươi không cãi lộn với mẹ đấy chứ Đồng Bình nghe nói ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hòa Thượng biết được chuyện gia đình mình. Tỏ lòng khâm phục, vội hỏi. Hòa Thượng tu ở chùa nào vậy? Tế Công nói rõ cho biết và dặn bảo. Người cầm lấy số tiền bán thịt chó này về làm vốn buôn bán đi. Đồng Bình thưa. Đệ tử từ nay đổi nghề, không bán thịt chó nữa mà bán trái cây. Tốt, người đem tiền về, đổi nghề khác mà sinh sống. Còn miếng thịt này Hòa thượng ta lấy đem đi nhé. Đồng bình cảm ơn hòa thượng lần nữa, quẩy gánh hàng không về nhà. Tế công xách miếng thịt chó, thuận đường đê ông tô phía trước mà đi, vừa đi vừa ca hát. Tế công đi qua đình lãnh tuyền, tới ngoài cổng chùa linh ẩn trên ngọn núi Phi Lai. Mấy nhà sư gác cổng chùa là tịnh Minh, tịnh An trông thấy, liền nói. Tế sư phụ, cầm thứ gì trong tay đấy? ta mang thịt chó về đây. Hai vị có sơi không? Tịnh An, tịnh Minh dễ như phải bỏng. Không được, chúng tôi ăn chay. Thầy không được mang thứ này vào chùa. Chùa ta xưa nay chỉ ăn chay. Rượu thịt là cấm tuyệt. Thầy mau liệng bỏ đi. Kẻo phạm giới rồi đó. Ta đâu có biết. Ta thấy trên mình ngứa ngáy. Chắc là phạm giới thật. Hòa thượng nói rồi. Cúi xuống quanh mình. Có ý tìm chỗ ghè. Tịnh Minh nói, Tôi không nói con ghẻ trên mình, mà nói tới giới luật, tới thanh quy. Người xuất gia phải biết tới tam quy ngũ giới chứ. Tam quy là cái gì? Cái gì gọi là ngũ giới? Người nói thử coi. Vậy mà cũng đòi làm hòa thượng. Tam quy ngũ giới là gì cũng không biết. Người tu hành có tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Người làm hòa thượng phải giữ ngũ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm tà, không nói dối và không uống rượu. Thầy mau quăng miếng thịt đi. Nếu thầy cứ vác vào chùa, chúng tôi sẽ mắc tội thiếu cha xét mà dám tự bắt được tội thầy càng lớn hơn đấy. Hai người chẳng biết gì, làm cột hứng của ta. Ta mang thịt chó vào chùa là để mời dám tự sôi đấy. Hai nhà sư giữ cổng chẳng dám ngăn cản để mặc cho đi. Tế công tiến vào, tới trước đại hùng bảo điện mới đặt miếng thịt chó xuống, ngồi bên cạnh hô to. Ai mua thịt chó lại mua. Chừng mười mấy nhà sư đi tới, trong đó có những hòa thượng tốt bụng nói. Tế sư phụ đừng bán thịt nữa, kẻo lão hòa thượng cùng dám tự biết được át trách phạt ông đấy. Tế công nói, cứ mặc tôi một số hòa thượng ghét tế công thì nói Cứ việc bán đi, ai mà thèm ngó tiêu Tế công cũng chẳng buồn để tâm Bỗng dám tự quảng lượng từ đâu tới, nói Tế điền bán thịt chó, ta chẳng thèm để ý Người có giết một, hai con chó, ta cũng thây kệ Nhưng ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày gì rồi? Từ hôm ngươi để cháy lầu đại bi, ta phái người đi hóa duyên đến nay ngươi xin được những gì? Chẳng lẽ một muôn lượng bạc công trình chỉ là mấy miếng thịt chó thôi sao? Một muôn thì tôi chưa có, mới có chín ngàn thôi. Ta không nói nhằng với ngươi, chỉ lôi ngươi đi gặp lão hòa thượng thôi. Đừng vội, theo ước hẹn giữa sư huynh và tôi, kể từ lúc cháy lầu đại bi đến nay vừa đúng một trăm ngày rồi, nhưng phải đúng giờ ngọ mới được phải đợi chừng một tiếng đồng hồ nữa chứ. Tới lúc đó mà không đủ một vạn nặng bạc, sư huynh đưa tôi lên phương trượng cũng chưa muộn mà. Được, cho người thêm một giờ đồng hồ nữa, coi người lấy đâu ra một vạn nặng bạc. Giám tự Quảng Lượng vừa đi ra, đã thấy hai nhà sư giữ cổng chùa tiến vào, đưa tay ngăn lại, nói. Quảng sư phụ, bên ngoài xảy ra một chuyện rất lạ. Hai chúng tôi ngồi chơi trước cổng chùa, cho thấy từ đường cái tây hồ tiến lại vài trăm người trong đó có thân sĩ phú hộ và cả nhà buôn nữa dẫn đầu là hai vị viên ngoại cưỡi ngựa quần áo sang trọng một vị mặt trắng dâu dài một vị hình dung thanh kỳ cả hai đều có hai ba chục gia nhân theo sau họ tới trước chùa gọi chúng tôi lại hỏi đây có phải chùa linh ẩn không chúng tôi thưa rằng phải hai vị ấy hỏi vị Phật sống có trong chùa không? Chúng tôi nói, chùa chúng tôi không có ai là Phật sống. Hai vị viên ngoại lại hỏi, Ngài La Hán có trong chùa không? Chúng tôi nói, trong chùa có La Hán đường, ở đó có 508 vị kim thân La Hán. Không rõ hai vị muốn thắp hương trước vị La Hán nào. Hai vị viên ngoại nói, chúng tôi không cầu tượng đất mà muốn tìm vị La Hán sống kia. Chúng tôi trả lời không có. Thì hai vị viên ngoại bảo nhau, thiện duyên không gặp, chúng ta đi cúng chùa khác vậy. Thế là chúng tôi vội nói, "Viên ngoại khoan đi, vị Phật sống đó tên gọi là gì?" Hai vị đó nói, "Nếu nói ra tên gọi của vị Phật sống ấy phải tổn mất 10 năm tuổi thọ đấy." Chúng tôi liền nói, "Viên ngoại cứ nói, chúng tôi chịu tổn thọ thay hai vị." Hai vị viên ngoại cúi lại rồi sau mới chịu nói ra. Vậy là hai chúng tôi đã tổn 30 năm tuổi thọ rồi đấy. Quảng sư phụ thấy đã khổ thân chúng tôi chưa? Giám tự nóng ruột hỏi. Phật sống là ai? Hai người không nói ra, làm sao ta biết được? Tịnh Minh nói. Không được, hai chúng tôi không thể nói ra. Theo lá số tử vi, tôi chỉ sống được có 53 tuổi. Năm nay tôi 22 tuổi lại vừa bị tổn mất ba chục năm. Té ra sang năm tôi đã phải chết rồi. Bây giờ nói thêm tiếng nữa, chắc phải chết ngay tức thời. Giám thị tự nói. Không sợ, hai người cứ việc nói. Ta tình nguyện chịu tổn mười năm tuổi thọ thay hai người. Sư tịnh Minh nghe vậy, mới từ tốn nói ra tên gọi của vị Phật sống. Hồi thứ mười sáu Tế công bán thịt chó trong chùa các tín đồ đồng lòng xây lại lầu đại bi giám tự quảng lượng nghe tịnh minh nói hỏi cho được phật sống là ai tịnh minh nói nếu tôi nói ra sư phụ mất 10 năm tuổi thọ đấy người đó chính là đạo tế trong chùa ta sư phụ mất 10 năm tuổi thọ rồi nhé giám tự kêu lên ui chà đạo tế hả tịnh minh nói mất thêm 10 năm nữa là 20 năm rồi. Tên đạo thế đó mà nhầm nho gì? Vậy là mất 30 năm tuổi thọ rồi. Để nói nhạc nữa, trước đây ở trong chùa có bao giờ hắn dám bán thịt chó đâu. Hôm nay biết có khách quý tới thăm chùa, hắn bày trò coi không được chút nào. Quá lắm rồi. Các nhà sư vội vã mặc quần áo đẹp, vác chuông, vác mõ, ra tận chùa đón khách. Không thấy tế công có mặt trong đám, hai vị viên ngoại tỏ vẻ bực tức nói: "Các vị thử nhìn coi, mấy nhà sư này chỉ bày đặt hình thức cho long trọng, chắc hẳn không biết gì. Chẳng qua chỉ là yêu ngôn hoặc chúng đấy thôi. Thiện duyên đã không gặp, chúng ta đi cúng chùa khác cho xong." Quảng Lượng vội nói: "Mời các vị đi theo tôi sẽ được gặp Phật sống." Hai vị viên ngoại dẫn mọi người vào trong chùa thấy tế công đang ngồi ở đại hùng bảo điện hai mắt lim dim miệng vẫn nói thì cho sáu đồng một miếng đây hai vị viên ngoại thấy vậy mới nói mấy người nhìn coi đây mới thật là khí tượng của phật sống của la hán giáng trần chúng ta hãy mau mau khấu đầu làm lễ đi giám tự quảng lượng nghe vậy tức tối trong lòng nghĩ thầm tụi mình thay quần áo mới vác chuông vác mõ ra đón tận cửa Chúng bảo là chỉ vụ hình thức, buồn thần bán thánh. Trong khi đạo tế bán thịt chó, chúng lại khen là có khí tượng Phật sống, là hán sáng trần. Lại thấy mọi người quỳ lạy trước mặt, mà tế công cứ ngồi điểm nhiên. Quảng lượng sợ các vị thí chủ không hài lòng. Vội bước lại gần chỗ tế công nói. Đạo tế chẳng biết điều chút nào. Các vị thí chủ tới thăm hỏi, sao ông không tiếp đãi Tế công chưa kịp trả lời, Hai vị viên ngoại đã tức giận, đứng dậy nói. Lão thầy chùa này quá hỗn láo, sao ngươi dám mắng Phật sống? Giám tự quảng lượng sợ hãi, vội lui lại mấy bước, không dám cãi một tiếng. Tế công vẫn khoan thai, từ từ mở mắt ra, hỏi. Các vị thí chủ tới đây có chuyện gì? Vị viên ngoại mặc áo trắng lên tiếng. Dạ, đệ tử lâu nghe đại danh thánh tăng này đích thần tới đây muốn hỏi về thiền ạ à? tế công nói ông xàm hả ăn miếng thịt chó đi vị viên ngoại đó lắc đầu đệ tử không ăn bên cạnh có viên ngoại mặc áo màu lam nói tôi cũng nghe đại danh thánh tăng đã lâu này đích thân tới đây muốn hỏi về thiền cơ đệ tử xin hỏi về cơ Thế công nói, cơ là đói, đói bụng thì ăn miếng thịt chó đi. Viên ngoại áo lam lại nói, hai chúng tôi thật tình muốn hỏi về thiền cơ, diệu lý, không dính dáng gì tới sàm là tham ăn. Cơ là đói bụng, chẳng qua là đồng âm khác chữ thôi. Thế công nói, hòa thượng ta biết rất rõ, hai ông chỉ muốn hỏi về hai chữ sàm là tham ăn cơ là đói bụng thôi. Mà cũng phải con người ta sống ở đời, ngoài chuyện đói bụng và háu ăn còn điều gì khác để quan tâm nữa chứ?" Hai vị viên ngoại vẫn lắc đầu. "Thật tình, hai chúng tôi muốn hỏi về chỗ áo diệu của Phật môn, muốn biết về thiền trong tham thiền, về cơ trong thiên cơ. Xin sư phụ giảng rõ cho." Tế Công nói Hai người khẩu khí cũng lớn dữ đa Dám bản tới chỗ áo rượu của Phật Môn Đòi biết về thiền cơ Được, được Hãy nghe đây Nên biết tham thiền chẳng phải thiền Thiền cơ vốn thật chuyện diệu huyền Cơ vốn hư không thiền vốn tịnh Tịnh không không tịnh ấy cơ thiền Hai vị viên ngoại nghe xong Vỗ tay cười lớn tiếng phật pháp của ngài la hán đã mở mang chỗ tối tăm cho chúng tôi dám tự đâu mau đem sổ hóa duyên lại đây quảng lượng vội đem sổ ghi công đức cùng bút mực tới hai vị viên ngoại nhường qua nhường lại một lát cuối cùng vị viên ngoại áo trắng mới cầm bút ghi vào sổ vô danh thị xin cúng vào chùa một vạn lạng bạc vị viên ngoại áo lam nghĩ chúng ta tới đây để giúp đỡ thế công, anh ấy đã viết một vạn, ta cũng không thể viết chín ngàn. bèn cầm bút ghi vào sổ. vô danh thị xin cúng vào chùa một vạn lượng bạc. sau đó tới lượt những người khác, người viết ba chục lạng, kẻ chép năm chục lạng. viết đến đâu đem ngân lượng nộp ngay tới đó. ghi bạc nộp bạc, ghi tiền nộp tiền. Những người này vốn là thân hào, phú hộ ở thành Lâm An. Trước đây tế công thường đến hóa duyên. Nay họ kéo tới chùa, ghi rõ số bạc muốn cúng. Vị viên ngoại áo trắng viết xong, lui xuống dưới ngồi, nói với mọi người. Ở ngoài thành Lâm An có 16 sưởng gỗ lớn. Các vị chủ sưởng gỗ đều tình nguyện cúng gỗ cho chùa, xây lại lầu đại bi. Dùng bao nhiêu cũng được, không quản nhiều ít việc cúng dường đã xong, mọi người cáo từ ra về. Tế công hỏi Quảng Lượng. Sư huynh, số tiền quyên góp có đủ trùng tu lầu đại bi không? Dạ, dư là đặng khác chứ. Vậy Sư Huynh gọi thợ, bắt đầu khởi công đi. Tôi ra nhà các vị thí chủ ở chơi vài hôm nhé. Tế công nói rồi, sách sâu thịt chó, ra khỏi chùa Linh Ẩn, đi mất dám tự quảng lượng, bèn sai người đi mua gạch ngói, gỗ đá khuôn về, chọn ngày lành giờ tốt khởi công xây cất, nện đất, đắp nền, trồng cột, dựng đà. Nào ngờ những việc tốt lành đều gặp cản trở. Một hôm có người vào bẩm. Hiện có bốn vị quảng gia ở phủ Tần Thừa Tướng dẫn theo bốn vị tam gia đang xuống ngựa ngoài cổng chùa. Giám tự xem thấy, vội ra ngoài đón tiếp. Những người này chẳng phải bỗng không mà tới. Nguyên trong vườn hoa, tần thừa phủ, có lầu các thiên, rộng 25 gian. Hôm trước bị lửa thiêu rụi, nay muốn trùng tu lại lầu. Tần thừa tướng kêu các đô quản tới các xưởng gỗ lớn tìm cây gỗ lớn. Mười mấy xưởng gỗ đều nói, Chủ chúng tôi đã cúng tất cả số gỗ quý vào chùa Linh Ẩn để trùng tu lầu đại bi rồi quản gia về phủ bẩm báo tân thừa tướng nói chùa linh ẩn sửa lại lầu đại bi cần gì phải dùng tới nhiều gỗ này tần an tần thuận tần trí tần minh bốn người theo lệnh ta tới chùa linh ẩn nói ta mượn tạm một số gỗ để sửa lầu các thiên đợi sang năm triều đình chuyển gỗ về ta sẽ chiếu theo con số đã mượn trả lại đầy đủ nhé Bốn người dạ một tiếng, xoay mình định đi. Tần thừa tướng lại nói, Trở lại đã, các người tới chùa Linh Ẩn, mấy vị hòa thượng ở đó chắc hẳn vị tình người và bổn phận công dân sẽ đồng ý cho mượn thôi. Nhưng nếu các vị đó không chịu, muôn ngàn lần các ngươi không được ỷ thế hiếp đáp hòa thượng nhé. Bốn vị quản gia, dạ, tiếng nữa, đi ra. Về tới môn phòng, tức là phòng riêng của gia nhân, Tần Thuận bắt đầu lên tiếng. Việc sai phái này rất vất vả, mà thừa tướng chẳng thí cho một xu, quả là cái số đèn đuổi. Bốn người dạ một tiếng, xoay mình định đi. Tần thừa tướng lại nói, trở lại đã, các người tới chùa Linh Ẩn, mấy vị hòa thượng ở đó chắc hẳn vị tình người và bổn phận công dân sẽ đồng ý cho mượn thôi. Nhưng nếu các vị đó không chịu, muôn ngàn lần các ngươi không được ỷ thế, hiếp đáp hòa thượng nhé. Bốn vị quản gia, dạ, tiếng nữa, đi ra. Về tới môn phòng, tức là phòng riêng của gia nhân, Tần Thuận bắt đầu lên tiếng. Việc sai phái này rất vất vả, mà thừa tướng chẳng thí cho một xu, quả là cái số đèn đuổi. Tần An nói, người hè nhẹ, anh nói vậy là thiếu suy nghĩ đấy. Trong công việc này, bảo đảm muốn chúng ta mỗi người phải kiếm được hai ngàn lượng bạc đấy. Đại ca nói điên thì có. Chúng ta tới mượn gỗ nhà chùa. Nếu họ chịu cho mượn, chúng ta về trình. Thừa tướng sẽ sai người khác đi lấy về. Nếu họ không đồng ý, chúng ta cũng chỉ về bấm lại thôi. Lỏi đâu ra tiền. người anh em chẳng biết gì cả. Muốn có chén cơm ăn, phải bày ra việc chứ. Chúng ta đừng nói tới chuyện mượn miếc gì hết chỉ nói rằng tướng gia có dụ triệt phá lầu đại bi để dựng lầu các thiên. Tất nhiên các nhà sư không muốn ắt phải nhờ người tới thương lượng với chúng ta. Chỉ cho chúng ta chừng 3.000 tới 5.000 lượng. Sau đó chúng ta mới mượn nhà chùa một số gỗ mà họ có thể đồng ý để lại cho chúng ta. Mượn được rồi, chúng ta về trình tướng gia rằng các hòa thượng vui lòng bán số gỗ đó. Tướng gia ắt ban cho vài ngàn nữa. Có phải bốn chúng ta chia nhau mỗi người được hai ngàn lượng không nào? Tần Thuận mừng quả nói. Tất cả đều nhờ trường huynh cao minh nhé. Bàn bạc xong, mọi người chuẩn bị ngựa dẫn theo hơn mười kẻ tùy tùng. Lên ngựa ra khỏi phường Tần Hòa. Qua cửa quan tiền đường, lên núi Phi Lai. Tới cửa chùa Linh Ẩn mới xuống ngựa. Mấy vị sư canh cổng chùa thấy các quản gia đại nhân của Tần Tướng Phủ tới vội tiến lại thi lễ báo tin vào trong chùa giám tự quảng lượng vội ra nghinh tiếp đưa bốn vị quản gia vào thiền đường bảo mấy chú tiểu dâng trà rồi hỏi các vị quản gia đại nhân hôm nay tới chơi núi hay thăm chùa tân an nói chúng tôi không chơi núi cũng chẳng thăm chùa mà vâng đường dụ của tướng gia chúng tôi báo cho các ông biết phải phá bỏ lầu đại bi lấy vật liệu về dựng lầu các thiên trong vườn hoa tướng phổ quang lượng nghe vậy niệm nam mô a di -sí đà phật rồi nói dựng lầu đại bi là công trình tạo tác lớn một mình nhà chùa không làm nổi phải nhờ các vị quan trưởng thiện nam tín nữ góp công góp của cùng hoàn thành việc thiện nhưng hiện thời vẫn còn dở dang nay phá đi biết năm nào tháng nào mới trùng tu lại được Xin các vị đại nhân ở trước mặt tướng gia khéo nói dùm cho một lời. Tần An chưa kịp trả lời. Tần Thuận đã nói. Đường dụ của tướng gia chỉ thua có thánh chỉ của hoàng thượng. Kẻ nào dám cãi? Nghe câu nói hớ. Tần An lườm Tần Thuận. Nghĩ thầm. Lẽ ra phải nói. Để tôi về bẩm lại với tướng gia nếu ngài khoan hỉ là may cho các ông nếu ngài không chịu các ông cũng đừng trách chúng tôi nhé đợi có người đem tiền bạc tới dân chúng ta thì bảo rằng tướng gia khoan hỉ rồi nếu không có tiền đút lót chúng ta chính thực là tướng gia chẳng ưng thuận nói như tần thuận đúng là chặt cầu rút ván nhưng tần an cũng không tiện cải chính dám tự quảng lượng nghe tần thuận nói vội lên tiếng các vị đại nhân đã muốn phá lầu, hãy cho phép tôi vào bẩm lại với lão hòa thượng một tiếng. Tần Thuận nói, người bẩm lão hòa thượng, ta cũng phá, không bẩm thì ta cũng phá. Quảng lượng rời thiền đường, vào gặp lão hòa thượng là nguyên không trưởng lão nói, Bạch lão hòa thượng, hiện có bốn vị quản gia ở tần tướng phủ tới chùa chúng ta. Nói tướng gia có dụ đòi phá lầu đại bi để dựng lầu các thiên con không dám tự chuyên phải vào bẩm lại với lão hòa thượng ạ à. phương trưởng nghe nói niệm nam mô a di đà phật rồi mới nói quảng lượng lão tăng tuổi đã cao không thể quyết định lầu đại bi do đạo tế đi xin tiền về xây ông nên bàn với ông ấy từ hôm động thổ khởi công đạo tế đi đâu mất đến nay vẫn chưa về. Ông thử ra ngoài cổng chùa, coi đạo tế đã về chưa? Quảng lượng nghe lời phương trưởng, vội ra cổng chùa xem. Thấy bốn vị quản gia phái các tam gia tới chỗ đang xây cất truyền đường dụ của tướng gia. Mấy người đang xây công trình nghe rõ đây. Tướng gia có dụ triệt phá lầu đại bi, lấy vật liệu về xây lầu các thiên trong vườn hoa tướng phủ. Kẻ nào dám nói không phá lập tức bị giải giao sang huyện tiền đường trị tội nhé. Những người thợ lợp nhà, thợ mộc, thợ nề, thợ sơn, sao dám chống lại đường dụ của tần tướng gia? Họ bắt đầu đập phá, cát bụi bay mù trời. Dám tự trông thấy, lòng rất khó chịu, nghĩ thầm. Cũng may là hòa thượng điên, không ở trong chùa. Hắn mà có mặt tại đây, ắt gây nên tai họa khó lường đây đang nghĩ vậy đã thấy hòa thượng điên khật khưỡng bước vào Hồi thứ 17 Giả danh thừa tướng Phá hủy lầu đại bi Trổ phép thần thông Đánh bọn đô quản xấu Giám tử Quảng Lượng đang than thở. Chợt thấy Tế Công từ đi Ông tô bên Tây Hồ khật khủng đi tới. Nguyên Tế Công từ ngày rời khỏi chùa Linh Ẩn tới ở chơi nhà Tô Bắc Sơn hoặc nhà Triệu Văn Hội, mỗi nhà chừng vài ba hôm. Hôm đó, Tế Công đang ngồi trong phòng đánh cờ với Tô Bắc Sơn. Chợt thấy hắt hơi, liền phóng linh quang, biết rõ sự tình mới nói: "Tô Bắc Sơn, ta không thể ở lại." mà phải đi ngay tần thừa tướng đang phái người tới chùa đòi phá lầu đại bi ta nhất định phải đương đầu với lão tần thừa tướng này tô bắc sơn nói thánh tăng không thể làm vậy ông ta là tể tướng đương triều quyền cao chức trọng sư phụ chỉ là người xuất gia làm sao chống lại nổi tế công không thèm kể tới đứng dậy đi ngay tô bắc sơn vội chạy theo nhưng tế công đã đi xe Tế công tiến thẳng về cửa quan tiền đường, đi theo con đê ông Tô, vừa đi vừa ca hát. Hát xong bài ca, Tế công đã về tới cổng chùa. Quang lượng thấy mặt, vội nói. Sư đệ đã về đấy hả? Không xong rồi, chùa ta đang mắc phải tai họa rất lớn. Tế công nghe nói, đã biết rõ chuyện, nhưng vẫn nói. Họa gì mà lớn, hả sư huynh? Nhưng không sao, Tế Điền đã về đây, nhất định không bỏ qua kẻ nào có thể hiếp đáp nổi hòa thượng trong chùa ta chứ sư đệ không chống đối nổi đâu tần thừa tướng phái bốn vị quản gia đại nhân tới đây đòi phá lầu đại bi trong chùa ta lấy vật liệu xây lầu các thiên trong tướng phủ đó chà ông ta là tể tướng đương triều phát đường dụ đòi phá lầu đại bi hả giả sử vài ngày sau quan kinh dinh điện soái truyền dụ đòi phá đại hùng bảo điện. Ta cũng cho phá. Lại vài ngày nữa, Phủ Lâm An đưa thư đòi phá hai phối điện bên đông bên tây. Ta cũng cho phá. Vài ngày nữa, huyện Tiền Đường hoặc huyện Nhân Hòa đưa thư đòi phá tàng kinh các. Ta cũng cho phá. Nhưng thôi, những việc đó cứ cho là được đi. Chứ lầu đại bi do tôi đi hóa duyên lấy tiền xây nên. Tôi không chấp nhận cho ai được phá trên đây các bạn vừa nghe hùng anh đọc tiểu thuyết tế công chuyện diễn nghĩa